Ở đây đông người lắm, mình ra ngoài nói chuyện nha. Mày có gì muốn nói cho tao? Tao hỏi mày có gì muốn nói với tao không? Đại ca, đại ca giết em đi đại ca, giết em đi đại ca. Sân khấu đâm tao đi, đâm một nhát thật sâu, thật mạnh, như cách 9 năm trước mày làm cho tao. Mày không chỉ đâm tao, một thằng ảnh luôn coi mày là một người ảnh ruột thịt, mà mày đâm chết luôn cái hy vọng sống của Diễm Phương. Vậy thì sai gì? Sao mày không cho tao một nhát luôn đi? Xác thịt của tao bây giờ đối với mày có nghĩa lý gì? Khốn nạn lắm. Xin lỗi anh, em đang chết. Em tham lam, em ích kỷ. Lúc đó em gánh nợ cho gia đình của anh, em không biết làm gì, là chị Phương sẽ chết. Anh giết em đi. Giết mày, Diễm Phương có sống lại được hay không? Bây giờ mày cũng sắp làm cha rồi, mày nhớ, mày phải cố gắng làm một người cha thôi. Còn tao, tao coi như chưa có đứa em như mày. Những gì của mày tao trả lại. Và nhớ, đừng để cho tao thấy mặt mày lần nữa. Nhanh không? Mai nè, cô đang lo lắng cái gì hả? Cô chỉ cần biểu diễn cho thật tốt là được rồi, kết quả đâu có quan trọng đâu. Dì Linh nói đúng đó, con cứ tập trung, làm tốt nhất có thể. Ba tin vào khả năng của con gái ba. Với lại, hôm nay là buổi tổng duyệt rồi, con chỉ cần làm tốt trong buổi tổng duyệt này, con sẽ có mặt trong cuộc thi, hiểu không? Con không tham gia đâu, không có chú Tùng, con không biểu diễn được. Con phải đi tìm chú Tùng. Mai, chú Tùng quan trọng với con vậy sao? Thôi được rồi, con tập trung biểu diễn tốt nhất có thể, để ba đi tìm chú Tùng cho con. Thiệt hả ba? Linh à. Dạ.
Coi chừng con bé giùm anh. Anh đi một lát. Này, đây, đây nè. Hai đứa, thấy Tùng đâu vậy? À, hình như anh Tùng ở quán á. Quán nào? Ở đâu? Anh, hả? Dẫn anh đi đi. Đi nghe. Trời ơi, chạy lên. Thôi từ từ, đi. Đi anh, chở em đi. Để. Ui à. Trời ơi, mày đi ra ngoài luôn đi, nhanh lên. Dạ chào anh. Chuyện làm ăn của chú á thì anh nghe rồi. Nay muốn cần số vốn để làm ăn phải không? Dạ, mong anh giúp đỡ cho em. Không, bạo lực. Ông chú. Trời ơi, ơi anh ơi. Cái gì cháy? Từ từ. Thân thế của chú á thì anh rất rõ rồi. Số tiền của chú cần á không thành vấn đề. Nhưng chiếc xe của chú á tôi cần cho một việc khác. Diễm Mai, con chuẩn bị đi nha, xong mừng ngày là tới con á. Nhanh lên, con bé đang chờ. Nhanh lên. Lên. Đi xuống. Đi nhanh cho kịp. Đi xuống. Xe tôi mà. Đi xuống. Nóng hiếm. Giúp tôi một chuyện được không? Được. Đi, nhanh. Chạy bộ đi. Anh chạy nhanh lên, con bé đang chờ. Con đã chạy hết gái số rồi. Hết gái số gì chậm dữ vậy? Con ơi, tới con rồi đó. Diễm Mai, hết tiết mục này tới con nha. Dạ, nhưng mà cô ơi, con chưa chuẩn bị xong. Sao vậy con? Chị ơi, bé nó chưa chuẩn bị kịp á. Có gì chị đôn tiết mục của bé khác lên giúp em nha. Ừ, được rồi. Anh có sao không? Tôi không sao. Nhưng hình như chiếc xe đó nó cố tình nó đụng mình thì phải. Anh là chủ quán cà phê đầu đường. Chỉ là cạnh tranh trong làm ăn thôi mà. Có cần phải nặng tay vậy không? Tới bây giờ hai đứa bây giờ nghĩ là tôi làm tất cả những chuyện này vì tiền. Vậy mày là ai? Tại sao truy sát chúng tao? Cách đây 9 năm mày giết một người đàn ông chỉ vì 1 tỷ. Thằng bò, tao là con của ông,
Vậy còn anh ta? Anh ta liên quan đến vụ này? Cách đây 9 năm thì giết ba tao vì 1 tỷ. Thì cách đây 9 năm thằng này mở một quán cà phê. Hai đứa mày cũng liên quan với nhau hả? 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 Anh Minh, tao nói cho mày biết, 1 ngàn tao cũng không có lấy. Tại sao ai cũng nói tôi lấy tiền anh vậy? Giết ba mày là tao, 1 tỷ cũng là tao. Mày muốn tính thì tính với tao nè. Anh ta không liên quan. Đừng liên quan. Anh Tông. Tao giết mày. Thảo. Tao ca. Thảo. Đừng sống cuộc đời tù tội như tao. Mày phải là một người cha tốt. Thảo. Đừng Thảo. Nghe lời tao đi Thảo. Anh Bình, Bình có một nơi quan trọng phải đến. Không, 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 không cần phải đi đâu hết. Tôi gọi xe cứu thương cho anh. Tôi không muốn nghe tiếng xe cứu thương lúc này. Tôi chỉ muốn nghe tiếng đàn violon con gái hai chúng ta. Mình đi. Anh ổn không vậy? Tôi không sao. Nghe là tôi đi bệnh viện đi. Đi đi tôi chịu được. Đi bệnh viện đi. Anh đi tôi chịu được mà. Máu là nhiều lắm. Chú rồi. Chú. Trời ơi. Anh chú bị sao vậy nè? Sao nhiều máu vậy hả? Tôi không sao. Thấy bằng mắt mà còn hỏi cái gì nữa em. Để con đưa chú đi bệnh viện. Đúng rồi, đi bệnh viện. Đưa đây. Đưa đây. Hết tiết mục rồi đó, con mà không lên á là ngừng chương trình tổng duyệt á. Diễm Mai, lên đi con. Con mà không lên là mất cơ hội tham gia cuộc thi tài năng đó. Lên đi con, nghe. Dạ, dạ con lên. Tới rồi, tới rồi. Diễm Mai, cố lên nha em. Cố lên Diễm Mai. Con gái nó gọi anh cơ. Nó gọi anh thì có. Diễn đi con gái. Gái của mình giỏi quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thưa dì tôi, sau khi Diễm Mai biểu diễn xong, anh phải vô bệnh viện đó nha. Chuyện đó anh phải hứa với tôi. Nếu như con bé có hỏi tôi có phải là gánh tơ không thì anh hãy trả lời
Tôi không phải là gánh tơ. Tôi không phải là gánh tơ. Tôi hứa, và sau này nếu chị của bác có hỏi, bà sẽ trả lời sự thật là đời này em thương ai nhất thì em sẽ trả lời em thương ba em nhất trên đời. Một ngày con sẽ hiểu ra, còn là cách.